Trong thời gian TPP đang là tâm điểm của dư luận, người ta nói nhiều về việc cắt giảm thuế quan, mở rộng thị trường vân vân. Tuy nhiên, có một vấn đề khác trong TPP ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài đến doanh nghiệp, người lao động và kinh tế Việt Nam. Đó là thỏa thuận thành lập công đoàn độc lập theo đúng quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO. Công đoàn độc lập này sẽ có vai trò và tác động thế nào bên cạnh các công đoàn trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam? Chúng tôi có một số phân tích ngay sau đây. Tại buổi công bố chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP ngày 5 tháng 10 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng khẳng định, lao động là một vấn đề quan trọng và nhạy cảm của Việt Nam trong quá trình đàm phán. Điều kiện lao động của Việt Nam không giống với điều kiện của Mỹ hay các quốc gia khác, nhưng Việt Nam sẽ tuân thủ các điều khoản của Tổ chức Lao động Quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Việt Nam sẵn lòng đáp ứng vấn đề lao động này. Điều này đồng nghĩa với việc Việt Nam sẽ tiến hành các bước để cải thiện quyền tự do nghiệp đoàn khi TPP có hiệu lực, sẽ cho phép thành lập công đoàn và các liên đoàn của người lao động từ các doanh nghiệp và lĩnh vực khác nhau. Các doanh nghiệp liệu đã sẵn sàng cho thay đổi này? Đình là chúng tôi có tham gia cái CEDEC. CEDEC nó là một cái tổ chức của quốc tế, không chỉ là châu Á, châu Âu, nó là một cái tổ chức quốc tế về đánh giá sử dụng nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn quốc tế. Cho nên là chúng tôi hàng năm như vậy á, để tham gia cái CEDEC này á, và để được là nằm trong cái supply của những cái công ty lớn như là Pepsi, Coca vân vân toàn cầu, thì chúng tôi phải có được cái giấy chứng nhận này. Vì thế mà trong những năm qua, gần 5 năm qua, chúng tôi đã là thành viên của tổ chức CEDEC, tức là tuân thủ về điều kiện lao động, điều kiện nhân lực, bao gồm lương bổng, bao gồm giờ làm việc, bao gồm lao động, trình độ vân vân, tất cả thứ thế chúng tôi đã chuẩn bị rồi và chúng tôi tự tin trong cái vấn đề mà hội nhập TPP mà dành cho lĩnh vực và nhân sự, chúng tôi không sợ. Cải thiện quyền tự do nghiệp đoàn là lời hứa của Việt Nam khi tham gia TPP để đổi lại quyền tiếp cận thị trường và dỡ bỏ thuế quan. Vấn đề ở chỗ, đứng từ phía doanh nghiệp, công đoàn độc lập theo TPP sẽ có tác động như thế nào? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Phó giáo sư tiến sĩ Dương Anh Sơn, trưởng khoa Luật Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ thưa ông, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã từng khẳng định là Việt Nam sẵn sàng tuân thủ theo các quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO khi mà tham gia vào TPP. Thì cụ thể đây là những quy định gì thưa ông? Thì những quy định mà ngay cả trong pháp luật Việt Nam cũng có, về quy định về quyền lao động, quy định về thực thi pháp luật lao động có hiệu quả, cấm lao động cưỡng bức và minh bạch hóa pháp luật, và đặc biệt cái quy định về nhà nước, pháp luật tạo cơ hội để có sự đối thoại giữa người lao động và người sử dụng lao động. Để thực hiện cái cam kết này thì Việt Nam cam kết cho phép, tức là người lao động ấy, tự thành lập các cái tổ chức tự quản và bầu người lãnh đạo của mình. Có thể hiểu ở đây, có thể được hiểu là gì, là cái công đoàn độc lập không nằm trong cái liên đoàn lao động bây giờ. Vì với những quy định đó thì đối với những doanh nghiệp mà họ đã có một công đoàn trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam rồi thì họ có phải lập thêm một công đoàn khác nữa hay không ạ? Thế cái việc mà có cần thiết phải thành lập một công đoàn mới độc lập bên cạnh công đoàn hiện có hay không ấy, đây là cái nhu cầu của người lao động. Họ cảm thấy rằng cần cho thành lập, mà thấy rằng là gì, họ hiện tại cái hoạt động công đoàn hiện tại như vậy là đủ cho họ đảm bảo được quyền lợi của họ thì họ không thành lập. Có thể là gì, trong doanh nghiệp này thì có công đoàn độc lập, còn doanh nghiệp khác thì không có. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào người lao động. Theo thỏa thuận thì các công đoàn độc lập không chỉ có thể hình thành trong doanh nghiệp mà còn có thể liên kết lại với nhau, tạo thành một cái liên đoàn giữa cái doanh nghiệp và cái lĩnh vực. Vậy thì cái thỏa thuận này sẽ mang lại một quyền lợi mặc cả với giới chủ cho người lao động. Thì cụ thể đây là những quyền hạn gì thưa ông? Cái quyền này thì ở các nước phát triển từ lâu rồi. Công đoàn độc lập và họ có quyền và cả đối thoại với người sử dụng lao động. Mình gọi là giới chủ cũng được, gọi là người sử dụng lao động cũng được. Tất cả những quyền lợi của họ, những quyền của người lao động, mà những quyền đó thì ngay cả trong pháp luật lao động của Việt Nam mình cũng đã quy định. Ví dụ quyền làm việc chẳng hạn, quyền học nghề chẳng hạn, quyền đình công chẳng hạn, rồi quyền thỏa thuận về mức lương chẳng hạn. Có một số ý kiến cho rằng công đoàn độc lập sẽ là một tác nhân làm tăng chi phí sản xuất và làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Ông có đồng tình với ý kiến này hay không ạ? Thưa, tôi không nghĩ như vậy, bởi vì tôi không tìm thấy cái, tôi không thấy cái mối liên hệ giữa cái việc hình thành công đoàn độc lập với cái gia tăng, cái sự gia tăng chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Mà ở đây nó chỉ là cái việc đảm bảo quyền lợi cho cái người lao động thôi. Khi mà họ cảm thấy rằng là gì, cái công đoàn hiện tại chưa đảm bảo được cho họ thì họ có quyền thành lập một cái tổ chức bên đó để bảo vệ thêm quyền lợi cho họ. Vậy thì đối với cái công đoàn độc lập, cái doanh nghiệp phải thay đổi như thế nào để thích nghi với cái quy định này ạ?
các doanh nghiệp thì thứ nhất tôi cho rằng là gì, cần phải quan tâm đến người lao động hơn, tôn trọng lắng nghe tiếng nói của họ. Và có lẽ là đến lúc thay đổi quan niệm là quan hệ giữa người lao động với người sử dụng lao động là quan hệ chủ thợ, mà nên là những quan hệ giữa đối tác. Thế thì cái mô hình tôi thấy ở nhiều nước ấy, thì cái người lao động họ mua cổ phần trong doanh nghiệp, như vậy thì họ là vừa người lao động vừa là ông chủ doanh nghiệp, thì như vậy sẽ tốt hơn. Và cái việc tôi cho rằng cái việc mà nhà nước Việt Nam cam kết cho phép thành lập công đoàn độc lập là hoàn toàn vì lợi ích của người lao động. Đứng về phía người lao động thì từ trước đến nay, đặc biệt là lao động phổ thông, thì họ vẫn nghĩ rằng là họ cần doanh nghiệp, họ cần chủ để làm việc hơn là tự coi mình là một đối tác của doanh nghiệp. Thì thưa ông, có phải đây là lúc mà người lao động nên cởi mở hơn và nên nhận thức nhiều hơn về quyền lợi của bản thân mình? Tôi cho rằng cái lực lao động của Việt Nam ngày nay ấy, thì tay nghề không cao lắm, thường lao động phổ thông. Đấy, và tôi quan ngại cái việc gì là mặc dù chính phủ, pháp luật, chính phủ cam kết, người ta cam kết là cho phép thành lập công đoàn độc lập, nhưng mà liệu người lao động phổ thông ấy, họ có thực hiện cái quyền của mình hay không? Tất nhiên để làm cái này phải có luật cái đã. Hiện tại mình mới cam kết còn chưa nội luật hóa. Đấy, mà mình phải có cái luật về cái tổ chức này. Và trên cơ sở luật này thì bắt đầu mới triển khai. Và đương nhiên thì theo cam kết thì trong vòng 10 năm thì mình phải có cái luật đó. Dạ vâng, xin cảm ơn ông rất nhiều.